Video này Phương hướng dẫn cho mọi người là cách bảo quản thực phẩm được chất lượng, được bảo quản lâu hơn, an toàn hơn và nó có thời gian sử dụng lâu dài hơn. Ví dụ như khi mình mua một hộp sữa nè, thì cái thời gian để bảo quản cái hộp sữa nếu mình chưa bật ra thì nó có thời gian là 1 năm đến 2 năm. Nhưng mà từ khi mình khui cái hộp sữa ra rồi thì cái thời gian sử dụng nó chỉ còn có 3 tháng thôi kể từ khi mình đã bật nắp. Và tất cả các sản phẩm công nghiệp khác cũng vậy, nếu mà khi mình sử dụng á, mình mua về mình cứ mở ra mở vô cái nắp á, thì nó sẽ oxy hóa trong môi trường nó rất là nhanh. Ví dụ như khi Phương mua cái hộp tảo này là các anh chị, là nó có 1.200 viên. Nếu như mà mình hàng ngày mình lấy ra mình sử dụng như thế này nè thì nó sẽ biến chất rất là nhanh. Do đó là đối với một hộp 1.200 viên như thế này á, mà Phương muốn sử dụng được lâu á, Phương có thể sử dụng là 3 tháng đến 4 tháng. Thì hàng ngày mình cứ mở ra mới vô vậy nè, vô tình nếu như mình làm nước nhỏ vào trong đây hoặc là nó sẽ biến chất nè. Khi mà mình mở ra mới vô nè, mình làm cho cái môi trường không khí bên ngoài nó làm cho nó biến chất nè. Và hoặc là có thể vô tình đó, thì tảo là cái loại nó rất là dễ hút ẩm, nó có thể là làm dính một giọt nước thôi thì nó làm hư cái hũ của mình thì nó rất là tiếc. Do đó là lúc nào Phương cũng chuẩn bị sẵn thêm một cái hũ khác. Cái này cái hũ Phương đã xài rồi, thì mình sẽ sang những cái sản phẩm mà mình đang có trong tay nè, mình sang qua cái hũ vài trăm viên thôi, mình lấy ra khoảng mình xài trong vòng nửa tháng hoặc một tháng thì là mình có thể là hết rồi thì mình xài. Hoặc là khi mình đi đâu xa thì mình chuẩn bị sẵn vô một cái túi zip như thế này nè, là mình chuẩn bị sẵn và mình mang đi đó. Mình chuẩn bị sẵn một túi zip vài chục viên, hay là mình đi công tác hay mình đi chơi đi du lịch gì đó, mình chuẩn bị bỏ một túi về vài chục viên mình, hoặc là mình đi làm mình có thể bỏ trong cái ví của mình thì nó rất là tiện lợi và cái thời gian nó bảo quản nó an toàn được lâu hơn. Lỡ như mà mình chỉ cần một cái giọt nước thôi thì nó làm hư cái sản phẩm của mình thì thật là rất là tiếc. Nếu anh chị thấy video này hữu ích thì hãy bấm like, share giúp Phương cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.